Xin chào anh Lưu Minh Thành ở Vĩnh Long, anh Phạm Văn Hùng ở Thái Bình, chị Võ Thị Hải ở Quảng Bình và anh Nguyễn Quốc Minh ở Bình Phước. Hôm nay em sẽ kết hợp trong một video này để test tất cả các sản phẩm là micro không dây cho 4 khách hàng. Đầu tiên em sẽ test cho anh Lưu Minh Thành ở Vĩnh Long một bộ 2 mic không dây màu tím hồng. Đây, một bộ mic không dây tím hồng. Và hiện tại bên em đang bán vừa cái bộ này là 545.000 một bộ 2 mic, 325.000 bộ một mic. Đầu tiên em sẽ bật màn hình lên này. Thì anh sẽ thấy là hai cái màn hình nó sáng như thế này. Thì đồng nghĩa với việc là dưới đây hai bóng đèn nó cũng sáng. Bây giờ em sẽ tắt bớt một bóng đi này. Đấy, một bóng sáng. Ok, bây giờ test sản phẩm nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, như vậy là cái bộ đầu tiên của anh Lưu Minh Thành hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên đây để gửi sản phẩm cho anh. Và nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để đặt hàng. Ngoài ra thì bên mình cũng có bán hàng ở trên Sendor và Shopee. Các bạn lên đó, shop có tên là Mẹo Vật 789. Và khi các bạn mua sản phẩm thì nó sẽ có bao gồm là hai tay mic, một mạch thu dành cho hai mic và một cụm rắc dây 5 chân để các bạn về kết nối tín hiệu. Còn về cách đấu nối vào cái thiết bị mà các bạn cần chế, không hiểu chỗ nào các bạn có thể liên hệ vào số điện thoại để cho kỹ thuật bên mình hỗ trợ các bạn cách đấu nối. Đây, đây là ký hiệu trên hai tay mic này, ký hiệu trên mạch thu này. Xin cảm ơn anh Nguyễn Lê Minh Thành, Lưu Minh Thành đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Tiếp tục em sẽ test sản phẩm cho anh Phạm Văn Hùng ở Thái Bình là một bộ 2 mic không dây màu bạc xanh, và anh có mua thêm là một cái anten. Không biết anh mua 2 mic không dây mà anh lại mua có một cái anten thì em thấy nó không được chính xác, bởi vì là mỗi một mic nó phải cần một anten. Thì không biết là các bạn chốt đơn nhầm hay là anh đặt có một cái thôi. Cứ mỗi một cái mic là chúng ta phải cần một cái anten. Rồi, tương tự như vậy thì trên hai cái tay mic này cũng đèn cũng sáng. Dưới đây hai đèn cũng sáng và em tắt bớt một đèn đi này. Đó. Lưu Minh Thành. Alo. 1 2 3 là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Như vậy là cả hai tay mic cùng với mạch thu hoạt động rất tốt. Em sẽ đánh dấu ký hiệu. Như vậy là trên đây là ký hiệu cái sản phẩm của anh. Đầu tiên là hai tay mic này. Rồi. Đây là mạch thu này. Xin cảm ơn anh Phạm Văn Hùng đã sử dụng sản phẩm bên em. Mạch đơn 5 chân. Đưa cả cái cụm rắc này. Cái rắc cắm này thì nó không đi theo nhà sản xuất, thế nhưng mà bên em vẫn tặng kèm theo để các anh về lấy cái mà kết nối nguồn, là kết nối tín hiệu với cái mạch thu.
Đây, đây là sản phẩm của anh nhé. Tiếp theo anh sẽ test cái bộ một mic không dây, test một bộ mic, một bộ hai mic không dây màu bạc xanh cho anh Khoan Đào. Và đây đơn hàng là của chị Võ Thị Hải. Trên hai tay mic thì cũng sáng tương tự như vậy và dưới đây cũng như vậy. Ta tắt bớt một mic. Rồi. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, như vậy là bộ mic này cũng hoạt động rất tốt. Đầu tiên là ký hiệu ở trên hai tay mic. Và đây là ký hiệu trên cái mạch thu. Ngoài ra thì anh có đặt mua bên em thêm, anh Hoàn Đào có đặt mua thêm một cái loa bát 40 miếng zin từ 220 côn 100. Và bên em đang bán với giá là 1.560.000. Và cuối cùng em sẽ test hàng cho anh Nguyễn Quốc Minh ở Bình Phước. Anh đặt bên em là bao gồm hai bộ hai mic không dây màu tím hồng. Đây, xem còn mic thu. Mic thu này. Đây, mic thu đây. Công ty ở Bình Tre. À, đây có một cái mic nó đang trùng tần số để thay đổi lại. Và một cái điện tử. Đó là hai tay mic này nó trùng tần số nên là em phải cần bật cái công tắc bên trong này để thay đổi cho nó không bị trùng với nhau. Thì như thế thì chúng ta mới sử dụng được. Đinh Công Thảo ở Sơn La, hai mạch Bluetooth. Làm. Đấy. Sau khi thay đổi rồi thì nó không trùng tần số nữa, chúng ta sử dụng tốt. Đây. Cũng là hai tay mic và cũng là hai cái đèn sáng, tắt bớt một đèn này. Đó. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, 1 2 3. Bộ mic đầu tiên của anh hoạt động rất tốt. Đây là ký hiệu ở trên cái tay mic. Ký hiệu cho mạch thu.
là bộ số 1. Đây là bộ đầu tiên, tiếp tục đến bộ số 2. Kêu ông Hoàng Đào lên để tí đóng đi nhé. Mang mấy cái góc ra đó, 8 cái góc. Bật hai tay mic, hai tay này nó bị trùng lần số. Chắc là do cái lô hàng này người ta lại để cái màu vàng. Chắc là lô hàng trước thì nó để là công tắc số 1, lô hàng sau thì nó để công tắc số 2, nên thành ra là nó lộn như vậy. Nhưng mà không vấn đề đâu anh nhé, cái này nó là bình thường thôi. Bởi vì ở bên trong đây chúng ta thay đổi tần số chỉ có một cái công tắc thôi, kênh A và kênh B. Chúng ta để mic này là số 1 thì ở trên cái mạch thu cũng có một cái công tắc. Công tắc nào mà để số 1 thì là nó bắt với nhau, chúng ta để số 2 thì nó bắt với nhau. Nói chung là nó không vấn đề gì đâu. Chẳng qua là chúng ta thay đổi để cho hai tay này nó đừng trùng với nhau. Rồi ok. Như vậy là hai màn hình sáng này, ở dưới đây cũng hai bóng đèn sáng này, chứ lúc nãy có một bóng đèn thôi. Tắt bớt một mic này. Rồi ok, chúng ta để test sản phẩm nhá. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, 1 2 3 4 5 6. Như vậy là cái bộ số 2 của anh cũng hoạt động rất tốt. Bây giờ sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm cho anh nhé. Và trên đây là ký hiệu sản phẩm của anh. Ký hiệu cho mạch thu. Xin cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng sau. Chào tạm biệt.